Thưa quý vị, S-Class được xem là dòng xe hiện đại và tiên tiến trong suốt chiều dài phát triển của Mercedes-Benz. Và ngay sau lưng của Liên Minh Phát đây chính là một đại diện rất là đáng chú ý của S-Class S400. Và một điều thú vị đó là S400 cũng là lựa chọn của rất là nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam. Thế thì điều gì đã làm nên sức hút của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này? Ngay bây giờ thì hãy cùng Liên Minh Phát chúng ta tìm hiểu chi tiết quý vị nhé. Mercedes-Benz S400L 2017 có kích thước 5.246mm dài, 1.899mm chiều rộng và cao 1.494mm, cùng chiều dài cơ sở 3.165mm. S400 phiên bản kéo dài sở hữu ngoại hình đường bệ, toát lên vẻ sang trọng cho chủ sở hữu. Nhìn từ chính diện, các chi tiết được thiết kế cách điệu với những đường cong mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo và tinh tế. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn 4 nang mạc chrom như thế này. Một chi tiết rất là đáng giá nữa, đó chính là cụm đèn ở phía trước được trang bị LED toàn phần, rất là thông minh, có thể tự động thay đổi góc chiếu khi vào cua cũng như là điều chỉnh cái tầm chiếu xa. Mâm xe với kích cỡ 18 inch với 5 chấu kép như thế này. Trong khi đó thì phần hông xe toát lên một cái vẻ rất là sang trọng với những cái đường gân dập nổi, và điểm nhấn đó chính là cái nẹp chỉ mạc chrom như thế này. Bên cạnh cụm đèn trước full LED thông minh, có thể tự động mở rộng góc chiếu khi vào cua và điều chỉnh tầm chiếu xa Adaptive High Beam Assist Plus. Hệ thống chiếu sáng trên S400 còn được hoàn thiện với đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cùng cụm đèn sau và đèn phanh thứ ba cũng được trang bị công nghệ LED. Tính tiện lợi của S400 cũng như là một số dòng cao cấp của Mercedes-Benz, đó chính là tính năng Hands-Free Access, cho phép chúng ta mở cốp trong khi mà hai tay vẫn đang bận, chỉ với một cú đá chân như thế này thôi quý vị nha. Và bên cạnh một khoang chứa đồ rộng rãi như thế này thì S400 cũng sở hữu một không gian nội thất vô cùng là chiều chuộng hành khách. Còn ngay bây giờ thì để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn những tiện ích cao cấp ở bên trong thì hãy cùng kết nối với MC Phương Uyên. Xin được cảm ơn MC Liên Bỉnh Phát với những đánh giá rất cụ thể về ngoại thất của chiếc xe. Còn thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với Phương Uyên tìm hiểu về những chi tiết đẳng cấp bên trong mẫu sedan hạng sang S400 quý vị nhé. Đầu tiên khi bước vào bên trong này thì quý vị sẽ cảm thấy ngay một không gian rất là rộng rãi thoáng đãng với cửa sổ trời siêu rộng panoramic. Nội thất bên trong của chiếc xe được ốp gỗ nâu bóng cùng với lại vô lăng bọc da hai chấu làm tăng thêm vẻ sang trọng cho chiếc xe. Ở đây thì chúng ta thấy một touchpad cảm ứng, táp lô và thành cửa được bọc da cùng với chỉ viền tạo nên điểm nhấn nổi bật bên trong chiếc xe. Và một chi tiết nổi bật mà chúng ta sẽ để ý ngay khi bước vào bên trong chiếc xe này đó chính là hai màn hình TFT với kích thước 12,3 inch có hiển thị đồng hồ cùng với bảng điều khiển truyền thông đa phương tiện và đặc biệt đó là kết nối trình duyệt Internet. Ghế lái và ghế dành cho hành khách ở phía trước được điều chỉnh điện. Thật sự rất tiện lợi và dễ dàng thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì còn bộ nhớ thông minh dành cho 3 vị trí, đó là ghế trước, tay lái và gương chiếu hậu ở bên ngoài. Các tiện nghi trên dòng sedan anh cả của Mercedes-Benz đều mang đến những trải nghiệm thoải mái dành cho hành khách. Tại Việt Nam, S400 phiên bản kéo dài sử dụng hệ thống âm thanh Burnmaster 13 loa với hộp cộng hưởng phía trước. Hệ thống Air Balance với bộ lọc than hoạt tính và chức năng ion hóa oxy mang lại bầu không khí dễ chịu. S-Class thế hệ mới là chiếc xe đầu tiên trên thế giới không sử dụng bóng đèn dây tóc, thay vào đó là 500 đèn LED với 300 đèn LED tạo ra 7 sắc màu trong khoang nội thất. Chất liệu ốp gỗ bóng Burr Walnut màu nâu trên bệ trung tâm, đồng hồ thời gian analog với ngôi sao Mercedes-Benz ngay chính giữa bảng điều khiển. Ở hàng ghế sau, chúng ta có hệ thống giải trí được kết nối với cổng truyền thông đa phương tiện Comment Online, được thể hiện qua hai màn hình thông tin giải trí và kết nối với điều khiển thông minh từ xa ở đây, mang lại cho hành khách một trải nghiệm thật thoải mái và thú vị khi di chuyển trên xe. Bên cạnh đó thì hệ thống sưởi và thông gió được trang bị cho cả hai ghế sau. Ngoài hệ thống sưởi thì
một điểm đặc biệt nữa mà Phương Yên rất yêu thích trên chiếc xe này, đó chính là xe còn trang bị một hệ thống massage cao cấp, giúp cho tất cả những hành khách ngồi phía sau chúng ta có thể trải nghiệm được tính năng massage chườm đá, mang lại một cảm giác thực sự thư giãn và thoải mái dành cho hành khách. Hàng ghế sau với ghế hai bên cũng điều chỉnh điện đi kèm bộ nhớ, tựa đầu cỡ lớn, tựa tay trung tâm ốp gỗ trang trí, có ngăn để đồ và khay để cốc. Hệ thống điều khiển truyền thông đa phương tiện Command Online với đầu đọc DVD 6 đĩa, bộ thu sóng phát thanh, đầu đọc thẻ SD, kết nối Bluetooth, trình duyệt Internet. Bên cạnh tiện nghi bên trong nội thất cùng vẻ ngoài đường bệ sang trọng, Mercedes-Benz S400 phiên bản kéo dài cũng mang đến cảm giác lái nhanh nhạy và trang bị nhiều công nghệ an toàn. Xe vận hành linh hoạt với cần số điều khiển điện Direct Select phía sau tay lái. Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn của Mercedes-Benz trang bị dẫn động cầu sau. Trái tim của S400 là động cơ V6 tăng áp kép, sản sinh công suất 333 mã lực và moment xoắn cực đại 480 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6 giây. Hệ thống treo khí nén Airmatic là trang bị tiêu chuẩn, có khả năng thích ứng với mặt đường, cùng hai chế độ thể thao và êm ái. Mercedes-Benz S400 phiên bản kéo dài được trang bị 8 túi khí an toàn và 2 túi khí đai an toàn ở hàng ghế sau. Hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm Collision Prevention Assist Plus giúp ngăn chặn hoặc giảm thiểu hậu quả của va chạm nhờ chức năng hỗ trợ phanh tự động. Bên cạnh đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP. Hệ thống Crosswind Assist giúp người lái điều khiển xe dễ dàng khi có gió mạnh thổi ngang thân xe. Camera 360 độ hỗ trợ đáng kể cho việc quan sát xung quanh. Các công nghệ an toàn trên S400 được khẳng định với xếp hạng 5 sao bởi Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu, Euro NCAP. Tại thị trường Việt Nam, S400L phiên bản kéo dài đang được Mercedes-Benz Việt Nam bán với mức giá là 3 tỷ 990 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Thưa quý vị, với những danh hiệu uy tín như Vô lăng vàng, Golden Steering Wheel của tạp chí Autobild hay giải thưởng Best of the Best cho cả thiết kế nội và ngoại thất trong cuộc thi Automotive Brand Contest, thì quả thật Mercedes-Benz S400 là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng với mức giá gần 4 tỷ đồng. Và đó là lý do vì sao mà những khách sạn sang trọng, những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và đặc biệt là những nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam đã lựa chọn dòng xe này. Và hy vọng qua những đánh giá và cảm nhận vừa rồi, quý vị đã có một cái nhìn đa chiều hơn về Mercedes-Benz S400. Đến đây thì chuyên mục Lái và Cảm nhận của Trong Thế Giới Xe cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo của chương trình.